chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ngao Du cùng Xuân của Xuân nha. Hôm nay Xuân đang có mặt tại phường Bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây sẽ diễn ra là tuần lễ trái cây từ ngày 28 tháng 5 cho đến ngày 4 tháng 6 năm 2022. Thì đây là lễ hội diễn ra lần 1 năm 2022. Thì một lát nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc và Xuân sẽ quay buổi lễ khai mạc cho mọi người xem, và sau đó thì mình sẽ cùng nhau đi tham quan các gian hàng ở Bến Bình Đông nha. Mà mọi người sẽ đợi một chút nữa thì Xuân sẽ quay cho mọi người xem nha. Và đây là khung cảnh diễn ra lễ tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các gian hàng. Xuân đang đứng ở trên cầu nhìn xuống. Đây là các gian hàng của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của mình ha. Đó, bên đây nhìn rất là đẹp luôn. Và bên kia thì đang chuẩn bị để lát nữa diễn ra buổi lễ khai mạc. Bây giờ Xuân và mọi người sẽ cùng đi qua đó ha. Tiết mục múa lân sư rồng sẽ là tiết mục đầu tiên để diễn ra buổi lễ khai mạc thì mọi người. Thank you.
nhằm phát huy tối đa thế mạnh về điều kiện tự nhiên,
nét đặc trưng văn hóa truyền thống sẵn có trên bến dưới thuyền, gắn với đề án chiến lược phát triển ngành văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền với mong muốn giới thiệu đến du khách nét đặc sắc phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam Bộ, đồng thời tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tầm giá trị thương hiệu trái cây Nam Bộ, qua đó quảng bá tiềm năng điểm đến du lịch của quận 8 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung, từng bước nâng tầm quy mô thành lễ hội trái cây truyền thống trên bến dưới thuyền, là một trong những sự kiện văn hóa của thành phố sẽ được duy trì tổ chức hàng năm tại quận 8 trong thời gian tới. Hoạt động của tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền rất đa dạng và phong phú với nhiều gian hàng, trong đó có 10 gian hàng mây tre lá trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản của hai tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre. Tại các gian hàng này, quý đại biểu người dân có thể thưởng thức các món ăn, thức uống chế biến từ trái cây, ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân trang trí linh vật từ các loại trái cây, xem biểu diễn trò chơi dân gian và trải nghiệm quy trình nấu gói bánh uống lá tre, là một nghề truyền thống của người dân quận 8. Bên cạnh đó còn có nhiều gian hàng kinh doanh các loại trái cây ngon đặc sản của nhà vườn tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Kính thưa quý đại biểu, tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền là không gian để mọi người cảm nhận không khí gần gũi yêu thương, là nơi để các cô bác nông dân nhà vườn thể hiện sự sáng tạo, nỗ lực gửi gắm những tình cảm yêu thương vào những sản phẩm mà mình gieo trồng, là điểm đến đầy ấn tượng của du khách với nét đặc trưng riêng có trên bến dưới thuyền giữa lòng thành phố. Tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền được tổ chức trong không khí phấn khởi với nhiều niềm tin và kỳ vọng khi thành phố đang triển khai mạnh mẽ kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế văn hóa xã hội sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID. Và vừa rồi là lễ khai mạc tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền được tổ chức tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu mọi người và tuần lễ từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2022 thì mọi người có thể sắp xếp thời gian để đến tham quan và mua những trái cây cũng như là thưởng thức những món ăn của miền Tây sông nước nha. Bây giờ thì Xuân xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đăng ký kênh của Xuân. Nếu mọi người thấy video hay hãy cho Xuân một like, một share và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Xuân. Xuân kính chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe và có một tuần lễ trái cây thật là vui. Hẹn gặp lại mọi người vào video chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và các gian hàng trái cây nha. Bây giờ thì Xuân xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.